trên đỉnh trong và ngoài nước, trên cao biên cáp treo. Nhiều thời điểm khác nhau trong năm, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp nhiệm màu đây là phong cảnh gắn liền với truyền thuyết bà đen linh thiêng, tham quan và chiêm bái hệ thống. Bên kia song song là đường cáp treo đi lên trên đỉnh núi. À, đó là lên đỉnh núi á. Đỉnh núi. Còn tôi đang ở trên cao biên của cáp treo lên chùa. Chúng tôi xin đây là phong cảnh xung quanh. Thú vị bên gia đình và bạn bè tại San Juan và Đen Hoa Trì.